Sofa gỗ với thiết kế tinh tế, đơn giản, hiện đại, phù hợp với không gian phòng khách từ 20m2, được gia công trên nền chất liệu gỗ hương và sản xuất hoàn toàn với kỹ thuật mộng gỗ cổ truyền. Xin mời quý khách cùng em chiêm ngưỡng bộ sản phẩm. Trên điện thoại và gõ từ khóa tìm kiếm đồ gỗ Đức Nghĩa để có thể tham khảo thêm nhiều mẫu đồ gỗ nội thất được sản xuất theo lối mộng truyền thống từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ và phòng bếp. Hãy ủng hộ cơ sở bằng cách thả tim và ấn theo dõi kênh để nhận được thông báo khi chúng tôi đăng tải những video mới nhất. Quý khách có thể liên hệ với cơ sở bằng cách nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp theo số hotline. Đồ gỗ Đức Nghĩa mang vẻ đẹp hoàn mỹ đến ngôi nhà bạn.